Chào các bạn, mình là Phạm Sĩ Hùng, là kiến trúc sư và là giảng viên đào tạo Revit tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm sử dụng Revit cho thiết kế kiến trúc, 2 năm giảng dạy online và offline, mình tự tin và hân hạnh đồng hành cùng các bạn trong chuỗi bài học khám phá sức mạnh render Revit này. Khóa học với 8 chương, 37 video, chúng ta sẽ cùng trải qua những bước quan trọng để tạo ra các bức ảnh, đoạn phim trình diễn trong Revit. Chúng ta sẽ cùng học cách tạo ra góc camera đẹp mắt, thiết lập vật liệu, thiết lập về ánh sáng tự nhiên, ánh sáng nhân tạo và tiến hành render cũng như là khám phá những sức mạnh thủ thuật render cần biết trong Revit. Khóa học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn không chỉ công cụ mà sẽ dành nhiều tâm huyết để chia sẻ đến các bạn giá trị, ý nghĩa thực sự cốt lõi của render trong Revit, điều mà ít ai biết đến, điều mà ít ai chia sẻ đến các bạn trong các khóa học trước đây. Chắc hẳn ai đó đã từng nói với bạn rằng render Revit không đẹp gì cả, xấu lắm. Bạn sẽ chắc là phân vân và rất buồn. Tuy nhiên, hãy tin mình đi, sau khóa học này, bạn sẽ thấu hiểu giá trị sức mạnh đích thực mà hãng Autodesk gửi gắm vào Revit, sức mạnh thật sự mà Revit mang đến cho những nhà thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp. Nếu bạn quá mệt mỏi với các thông số thiết lập V-Ray, bạn không muốn tốn quá nhiều thời gian, công sức, máy móc cho việc render để có thêm nhiều cơ hội cho công việc thiết kế, hoặc đơn thuần, bạn muốn tìm kiếm một nền tảng render dễ dàng, không phức tạp nhưng mạnh mẽ và hiệu quả, thì đây chính là khóa học dành cho bạn. Rất hân hạnh được gửi đến các bạn khóa học này. Chúc các bạn thành công!